Hello, xin chào tất cả mọi người. Đôn gỗ là một món nội thất trang trí, góp phần tạo nên sự tiện ích trong nhà. Chúng giúp cho căn phòng của chúng ta trở nên tinh tế và đẹp mắt hơn. Và sau đây thì muốn mời mọi người tham khảo top những mẫu đôn gỗ đẹp và được nhiều người sử dụng nhất từ trước đến nay. Và hiện tại ở trên thị trường có rất là nhiều những cái mẫu đôn gỗ được làm từ những loại gỗ quý, có tính thẩm mỹ và mang giá trị kinh tế cao. Và nhờ đó thì nó tạo ra nhiều cái phong cách khác nhau. Tùy theo phong cách trang trí nội thất á, mà mình sẽ lựa chọn những cái kiểu dáng đôn gỗ hiện đại hoặc là cổ điển để hài hòa với thiết kế nhà của mình. Và như mọi người thấy ở đây á, thì những cái mẫu đôn gỗ này đều làm với chất liệu là gỗ tự nhiên, thân thiện với môi trường. Tạo hình kiểu dáng á, thì rất là đẹp mắt, thu hút được trực giác của mọi người khi mà bắt gặp. Và có rất là nhiều kiểu dáng luôn. Thì bây giờ thì em sẽ giới thiệu sơ lược những cái kích thước rồi giá của từng mẫu. Thì thấp nhất là em này đó, với kiểu dáng thiết kế là hình vuông, phía dưới đây thì có hoa sen. Cái này là cao 40 vuông 36 và có mức giá bán là 1,6 triệu. Tiếp theo thì tới một cái mẫu đôn tròn. Thì cái mẫu này cao là 60, đường kính ở đây là 29 và giá là 1,5 triệu. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ đến với một mẫu đôn gỗ lục giác. Cái này cũng cao 60 luôn. Mức giá bán của em này là 1,250,000 đồng. Đó. Còn đây là cái mẫu đôn bự nhất ngày hôm nay, thì mọi người nhìn xem, mọi người đoán thử coi cái mức giá của nó là bao nhiêu nha. Đó, mức giá chỉ có 2,150,000 thôi. Và kích thước là cao 80 và cái đường kính này thì 32. Đó. Tiếp theo thì sẽ là một cái mẫu đôn vuông như thế này, với mức giá là 1,590,000, cao là 60, với những cái thiết kế vô cùng là đẹp mắt, rất là duyên dáng, nhìn thì có vẻ là rất là mảnh mai nhưng mà rất là cứng chắc nha. Và những cái mẫu đôn này á, thì mình có thể dùng để trang trí những cái loại hoa, bình hoa hoặc là kê tượng. Mức giá thì cực kỳ rẻ luôn, chưa tới 3 triệu đồng mà mình đã có thể sở hữu được những cái mẫu đôn rất là đẹp mắt như thế này. Và vừa rồi là một loạt những cái mẫu đôn gỗ bán cực chạy ở nội thất Sơn Đông. Không biết là mọi người đã lựa chọn được cái mẫu đôn nào cho mình chưa? Nếu mà có rồi thì mọi người hãy nhanh tay gọi tới 0889 420 949 để em có thể tư vấn chốt đơn cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye mọi người.